Giờ thì xin mời quý vị chúng ta tiếp tục cặp đôi thứ hai. Thảo Mai. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Trời ơi. Mời bạn trai. Giới thiệu về mình. Em tự giới thiệu, nói chung là có cái tên cũng hơi đặc biệt. Em tên là Phạm Văn Đồng, năm nay 32 tuổi, đang làm tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế Việt Úc, đến từ Bình Định, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em là người quản lý học sinh. Bạn gái. Em tên Hoa, tên đầy đủ là Bành Thị Hoa. Quê nguyên quán là ở Nghệ An, nhưng mà địa chỉ mà thường trú là ở dưới Bà Rịa, còn tạm trú ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em vừa tốt nghiệp ở Đại học Khoa học Tự nhiên, còn đang đi dạy gia sư và công việc chưa có ổn định ạ. Có cần quản lý không? Em thích rồi đó anh Quỳnh Linh ạ. Bây giờ là tốt nghiệp, mới vừa tốt nghiệp xong, giờ đang là đi dạy mà chưa ổn định. Dạ. Có ai đeo đuổi không? Hồi xưa em có hai mối tình rồi chị. Cái anh đầu tiên em quen được 2 năm mấy. Anh thứ hai quen được gần 2 năm ạ. Cái mối tình đầu em nghĩ là hay là tại vì mình thương người ta nhiều quá, mình rút kinh nghiệm mối tình thứ hai, mình thương ít, thương ít người ta đi luôn. Mối tình thứ ba khỏi thương luôn. Trời. Bạn trai nghe bạn gái chia sẻ vậy, bạn thấy sao? Mình thì có mấy mối tình rồi bạn? 32 mùa lá rụng, chưa một lần nắm cổ tay ai chị. Ôi, gì thiết ghê vậy? Biết đâu hôm nay là có cơ hội đó anh. Chút nữa em cho thì anh nắm. Ủa sao anh khó tính quá hay sao? Chưa có mối tình nào vậy? Dạ không phải đâu anh. Nói chung mà nhà cũng hơi đặc biệt xíu. Rồi xong thì đi làm rồi đi học. Rồi đi làm rồi lại đi học nữa. Ế, nó đi về. Không có để ý ai hết trơn hả? Thì cũng nói chung là lo công việc trước, cho nên là cũng không đặt nặng vấn đề đó. Chưa tới lốt thì nay cũng hoàn thành xong rồi. 32 tuổi mà chưa có mối tình nào, cũng xem lại giới tính này nha. Có đâu quá à. Có không? Em là nam tính rõ ràng. Chắc không? Chắc. Em chưa quen ai xem biết em nam tính rõ ràng. Em đi khám rồi chị. Khám gì? Thì đi khám chứ giờ biết khám gì. Khám gì mà biết mình giới tính rõ ràng. Thôi cái chuyện này nó đừng có hỏi để người ta tính sao. Chuyện tình cảm. Ui mà bạn có rung động trước một người bạn gái nào chưa? Một người phụ nữ nào chưa? Dạ thì cũng có chứ chị. Nhìn thấy gái đẹp thì mình rung động. Bây giờ mà em quen một người bạn trai mà chưa có một cái kinh nghiệm gì trong tình trường á, thì em thích thú với điều đó hay em cảm thấy ngại? Em lo ảnh chưa có chín chắn ấy. Không biết làm sao mà em cứ toàn mấy em nhỏ tuổi hơn mến không à. Cái em thấy chưa có trưởng thành nên lần này em đăng ký em nói là chọn lớn hơn em 5 tuổi để cho nó trưởng thành sau này. Thì lớn hơn đó. Dạ, bây giờ lớn hơn nhưng em thấy chưa thích ai, em cũng thấy lo. Bây giờ bên đây cho hung bên kia không biết hung rồi làm sao? Chị yên tâm đi, em còn xem phim Hàn Quốc nhiều rồi chị. Cho nên là em có thể em hung cũng không giỏi lắm nhưng mà cũng gọi là tạm được. Rồi, giới thiệu về năng lực của mình đi. Điểm mạnh của em thì nói chung là tính hiền, dễ hòa đồng. Điểm yếu thì nói chung là nhát, ngại nói trước đám đông, không biết đờn ca sáo thổi. Ưu điểm nhất của em là nấu ăn. Còn cái ưu điểm nào khác không anh? Chơi các môn thể thao anh đều chơi được. Ví dụ như đá bóng, cầu lông, bóng bàn. Anh có hay đi phượt không anh? Khi nào thì cơ quan nghỉ hoặc là có dịp lỡ gì đó thì mình cũng có đi phượt. Dạ, thỉnh thoảng còn là được rồi. Em là em thích đi bộ anh. Thì anh cũng ở trọ thôi, nhưng mà cũng có cái khuôn viên rộng lắm. Thì tối nào anh cũng đi bộ hết á. Nếu như em thích thì anh có thể dẫn em đi bộ xung quanh chung cư của anh ở. Trời ơi. Tưởng là em có điểm gì thì đấy chị. Mình hình dung người bạn gái của mình như thế nào? Dáng người thon xíu, khuôn mặt dễ nhìn, tính tình thì hiền. Như vậy thôi. Không mà em thấy tiêu chuẩn của anh em được 50% rồi đó anh. Em có tiêu chuẩn gì không? Em không đòi hỏi tiêu chuẩn gì nhiều chị. Em chỉ cần cao cao hơn em 1m7, 1m8 gì đó chị. Làm gì có 1m8. Thì 1m7, 1m7 thì có chưa nữa. Bên đây cao 1m9 á. Đừng có bụng bự với đòi hỏi là được rồi. Xoay qua chứ giấu cái gì. Nhưng mà anh này là không đủ chiều cao rồi. Dạ đúng rồi. Cao nhiêu? Em cao có 1m65 thôi chị. Rồi có 1m65 mà. Có 1m65 mà rồi sao? Để em xem xét thêm, hình như bây giờ dép bệt cũng hơi nhiều. Mà hỏi thiệt, thích gái không? Thích chứ sao không thích trời. Chị hỏi xem có hay ghen không chị? Anh có hay ghen không? Chứ bạn gái trẻ đẹp. Không, em thì không có tính hay ghen. Nhưng mà đi với ai thì giờ em điều tra. Mình đã chuẩn bị gì cho cái đám cưới chưa? Thì cũng có chuẩn bị chút. Có phải làm dâu không? Anh chị đều lập gia đình hết rồi. Bố mẹ thì cũng ở riêng cho nên là em không có
không phải về làm dâu. Anh có cái tật xấu gì không? Em nhậu nhiều lắm nhưng mà uống có 2 lon. 2 lon thì cũng đâu có nhiều. Ừ vậy hả? Giờ em cứ nghĩ là nhiều không thôi. Ủa tôi nghi với tính ông này lắm luôn á nha trời. Tôi nói chuyện hồi tôi thấy sao nó loạn loạn rồi nó gì vậy? Chứ không chứng thôi chị thua rồi đó. Chút xíu à, ôm đại chị Cát Tường ấy. Được được không chị? Chứng minh giới tính nè. Qua anh coi cô gái bên đây. Dạ, chào anh. Chào em. Em hỏi liền lên đi, chứ chị chưa dám trả lời. Chị chưa nhận định được. Chuẩn men, yên tâm. Em chuẩn men rồi. Vấn đề là bởi vì cuộc sống cũng hơi khó khăn. Một mình anh ở đây ở trọ. Đây cũng chưa có nghĩ đến lập gia đình. Anh này dễ thương. Chưa một lần nắm cổ tay ai. Coi như là em là, nếu mà em chọn ảnh là em là tình đầu và tình cuối luôn. Em hy vọng được vậy đó chị. Hy vọng được vậy ha. Yên tâm. Bây giờ mình gặp người thân đi. Rồi mình đi với ai bạn? Dạ em đi với đồng nghiệp fan hâm mộ của em. Trời, có fan luôn hả? Dạ. Đâu fan hâm mộ của ảnh đâu. Trời ơi nhiều quá. Quá xuất sắc luôn. Dạ kính thưa anh Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ. Cùng kính thưa ban tổ chức thì chào hai em. Thì bạn Đồng là một người giáo viên rất là riêng trong vấn đề là công tác. Cái ưu điểm của bạn này là nấu ăn rất là giỏi. Đó, em cứ an tâm Hoa ha. Dạ, cảm vấn đề đó ạ. Hiền, phải nói thẳng ra hiền, nhưng mà hơi nhút nhát về vấn đề tình cảm, cho nên đến giờ này vẫn chưa có gia đình. Thầy cũng mong rằng em hãy cố gắng nhìn bạn của mình và tiến đến càng sớm càng tốt. Cảm ơn thầy nhiều. Hoa, em có đi với ai không? Dạ, em có đi với chị gái ruột của em ạ. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả trong khán phòng. Em gái của em thì nói chung là cô gái hiểu chuyện. Mong muốn một người đàn ông mà bản lĩnh một chút xíu. Thấy anh thầy giáo thì chắc là quản lý học sinh rất là tốt, nhưng mà anh nhút nhát quá. Chắc bị em gái van hiếp quá. Ồ vậy tốt chứ. Anh nghĩ rằng anh này được đó. Anh rất bản lĩnh khi mà xử lý công việc. Nhưng mà già nhút nhát gì thì vợ khoái quá đi chứ trời ơi. Nhưng mà không sao, biết đâu lại cho nhau cơ hội, em tìm hiểu lại thấy cái điểm hay. Yên tâm, cái chuyện quan trọng hai người thôi. Rồi, kéo màn lên đi. Kéo màn lên. Mạnh mẽ lên anh. Sao tôi bên cạnh nào. Dạ, chào trời anh. Anh có món quà dạ, gửi em. Cảm ơn anh ạ. Đó, mình đứng ra mình đo cái đi, đo cái coi được điểm nhấn mà. Đó, vẫn xứng đôi như thường. Đúng rồi, mạnh mẽ lên anh. Còn đâu có lùm lắm đâu chị. Đúng rồi. Anh dày thôi mà. Anh là lúc nãy nói quê ở đâu ạ? Anh thì quê ở Bình Định. Chỉ nghe đồn gái Bình Định có võ thôi, còn lại chưa biết gì. Người ta nói vậy chứ con gái Bình Định cũng hiền lắm. Có anh. Rồi. Không, ý là em nói là có anh là con trai. Tự nhiên nói con gái Bình Định hiền lắm, trong đó có anh. Ta là chứ em chưa nói hết mà. Em người Nghệ An á. Nói chung em cũng tự hào Nghệ An lắm. Với lại em cũng thích người ngoài mình. Tại vì thích là để cho cùng quan điểm về đỡ cãi nhau. Thì đúng rồi, người miền Trung thì với người miền Trung thì cũng dễ thông cảm. Vì giờ anh cảm nhận cái ảnh men không? Anh có làm cái động tác gì men chút em cảm nhận cái cây anh. Đây. Sai rồi. Được. Không có men. Men à? Chứ gì vậy sao men? Chứ giờ làm sai rồi, men anh. Thế nào dân Bình Định mình võ thế nào, thí dụ thôi. Võ hả? Hả? Võ thì đứng như thế này. Ừ, rồi sao? Thường ngày em thấy chị tặng trời ơi hay kiểm chứng cái đụng không có được. Không được, không được thì em về em tập lại. Tập lại ha, dồn hết sức mình tỏ tình sao cho mình là một người chuẩn men. Thì nếu như mà bạn đồng ý hẹn hò sẽ có cách để cho bạn thấy được mình là chuẩn men hay không. Cách gì để biết mình men hả? Mình sẽ dẫn bạn đi chơi thể thao, thì lúc đó bạn xem mình đá bóng hoặc là chơi các môn thể thao thì có mạnh mẽ hay không. Tiến tới hôn nhân thì mình sẽ cầu hôn thế nào? Đứng đây nè bạn. Đứng sát bên để coi con men không nha. Rồi. Rồi bắt đầu, chuẩn bị. Đừng có đứng dậy cầu hôn nha. Nếu như mà em đồng ý hẹn hò và tiến tới hôn nhân thì anh về sẽ nói với ba mẹ và qua thư với ba mẹ em để cho chúng mình kết đôi. Lỡ ba mẹ không đồng ý làm sao đây anh? Thì mình phải có cách thuyết phục, năn nỉ. Nếu như mà hết cách rồi không đồng ý luôn thì làm sao đây anh? Lúc đó thì mình kiếm một nơi nào đó đưa nhau đi trốn hả? Đúng rồi. Bây giờ ba mẹ không đồng ý thì hai đứa mình phải trốn đi thôi. Cái này em không có nhiệt rồi đó. Em có dự tính như vậy không? Không, em không có dự tính thì em đi trốn đâu anh. Một lần được, hai lần khi nào mà thuyết phục đủ thì thôi. Bây giờ xin hôn của con cái thôi coi sao. Thôi anh, dạ, từ từ anh. Không thử bản lĩnh đàn ông đâu. Rồi được. Đâu sao nói sao. Thì bây giờ lần đầu tiên mình gặp đúng không? Thì
nói chung là biết chủng men hay không. Thì như vậy em có thể cho anh mượn tay được không? Ông rinh gì kỳ. Không gì. Đâu có đâu. Người ta phải cảm nhận cái mùi thơm trên tay người phụ nữ sao mới là đàn ông chứ. Thôi đừng làm khó anh nữa, anh Quỳnh Linh em thấy cầm rung lắm. Rung lắm không? Rung lắm. À, bình tĩnh nha. Bữa nào đi đâu kêu tôi đi theo nha. Rồi, có gì bữa nay em kêu anh. Nhớ nha. Em gặp anh lần đầu thì em cảm nhận như thế nào? Nói chung thấy anh cũng hiền lành. Không ai nghĩ tới cái trường hợp xui, nhưng lỡ hai vợ chồng mất việc đi. Cái rồi xong rồi trong nhà khó khăn quá rồi làm sao? Em yên tâm vấn đề đó đi, anh xây sở giỏi lắm. Thì thứ nhất là mình có thể mượn tạm thời ai đó. Mượn thầy nè. Nói chuyện con cái đi, sao? Ví dụ như mà sau này có lập gia đình anh thích có bao nhiêu người con trong nhà đấy? Thì nói hai người là đủ rồi. Em là em thích đông á, em thích như đội banh vậy đó. Cô gái. Nếu mà được thì hai người khoảng chừng nào kết hôn anh suy nghĩ thế sao? Ví dụ như bây giờ mình tìm hiểu, rồi mình hiểu nhau. Thì như vậy cuối năm có được không? Em nói chung bên nhà dục rồi đó. Nếu mà cưới sớm trước cái mừng thọ của ông em càng vui. Tại vì Tết này là mừng thọ ông em rồi đó. Vậy thì nếu như em cho cơ hội thì anh có thể dẫn em đi chơi nhiều hơn để mình tìm hiểu nhanh hơn. Đó, bây giờ mới thấy câu này được nè. Cua, thấy là như vậy. Rồi, đặt tay vào nút phía sau đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ một nha. Một con người cũng hài hước lắm á nha. Một, hai, ba. Ba mươi hai tuổi chưa nắm cổ tay ai. Bây giờ em cho anh nắm tay đi. Ông mấy cái này ông cũng men quá ha. Men ông đàn ông ghê. Càng ngày phải vậy đó. Từ gì trở lên mạnh dạng lên nha bạn. Đây chiếc vé xem phim. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nào hãy nắm tay đưa cô ấy đi xem phim. Nắm chặt vào. Chúc hai bạn sớm tìm thấy hạnh phúc. Nắm tay chặt nha. Đưa cô ấy xuống cầu thang đàng hoàng nha. Cố gắng lên nha anh.